Xóa bỏ định kiến điện thoại Samsung chỉ dành cho các ông chú. Ajussi, chỉ người đàn ông lớn tuổi đã kết hôn hay ông chú trong tiếng Hàn. Đối với trường hợp của Samsung Galaxy, nó còn ngụ ý già nua, lỗi mốt. Samsung muốn xóa bỏ định kiến này với loạt phim ngắn S24 Hour Movie Series có sự tham gia của nữ diễn viên Go Min Si và nhà vô địch Liên minh huyền thoại Faker. Loạt phim đạt 10 triệu lượt xem trên YouTube kể từ ngày công chiếu ngày 7 tháng 3. Theo Samsung, tính cả các mạng xã hội như Instagram và dịch vụ phát trực tuyến, loạt phim đã vượt 50 triệu lượt xem. Bằng chiến dịch mới, cả khổng lồ của Hàn Quốc muốn chiếm trái tim của người dùng trẻ tuổi trước đối thủ không đội trời chung Apple. Theo cuộc khảo sát Gun Up năm 2023, Galaxy là thương hiệu smartphone thống trị xứ sở kim chi, chiếm 7 trên 10 người dùng di động trưởng thành. Dù vậy, iPhone lại phổ biến hơn với lớp trẻ từ 18 đến 29 tuổi. Trong cuộc khảo sát được công bố vào tháng 7 năm 2023, 65 người dùng trẻ tuổi cho biết họ từng sử dụng iPhone, gấp đôi số người sử dụng thiết bị Samsung là 32%. Samsung đặt mục tiêu thu hút người dùng trẻ thông qua loạt phim ngắn bằng cách quảng cáo các tính năng trí tuệ nhân tạo mới nhất trong dòng Galaxy S24 một cách vui vẻ và thân thiện hơn. Một quan chức ngành cho biết quảng cáo bằng phim ngắn là chiến lược tiếp thị hiệu quả đến với giới trẻ. Loạt phim do Han Jun-hee nổi tiếng với hit DP trên Netflix làm đạo diễn bao gồm 4 tập ngắn, mỗi tập dài 6 phút, và quảng bá Galaxy S24. Các tính năng AI chính của thiết bị, bao gồm dịch trực tiếp, chụp ảnh đêm và khoanh vùng để tìm kiếm, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức mà nhân vật Go Si phải đối mặt trong mỗi tập phim. Năm ngoái, Samsung cũng đã giới thiệu một bộ phim ngắn để quảng bá dòng Galaxy S23. Bộ phim ngắn có tựa đề Fate, được quay bằng điện thoại thông minh và được đạo diễn bởi Na Hong-jin, nổi tiếng với bộ phim The Wailing 2016. Theo nguồn tin trong ngành, có thể Samsung sẽ đổi tên một loạt điện thoại thông minh Galaxy hoặc đưa ra hình ảnh thương hiệu hoàn toàn mới để giành được nhiều người dùng trẻ tuổi hơn. Tại CES 2024, Lee Yang-hee, phụ trách trung tâm tiếp thị toàn cầu Samsung, không loại trừ khả năng này.